Câu hỏi tiếp theo, xin cho biết quy trình xử lý ra hoa cho cây xoài các hòa lộc bằng sản phẩm của công ty Toba. Xin mời ông ạ. Kính thưa bà con, thì để xử lý xoài ra hoa thì người ta hay dùng cái sản phẩm là Toba Zoom của công ty Toba. Tuy nhiên đó, thì giữa các giống xoài thì chúng ta cũng lưu ý là xoài táp hòa lộc là trong một trong những giống xoài mà cái khả năng xử lý đó là cái mức độ thành công nó cũng hạn chế. Thì sau đây thì cho phép chúng tôi được giới thiệu với quý bà con dùng một số cái sản phẩm Toba để xử lý ra hoa các cây xoài cáp hòa lộc như sau. Thứ nhất là sau khi thu hoạch thì chúng ta tiến hành cắt cành tạo tán, tiến hành phun rửa vườn bằng cái sản phẩm là Bắc 386. Sau đó thì ở gốc chúng ta tiến hành bón phân hữu cơ từ khoảng 4 đến 6 kg cộng với NPK 30-10-10 hoặc 30-99 1 đến 2 kg để chúng ta tích ra cơ đọt. Sau khi 10 đến 12 ngày sau đó thì chúng ta dùng sản phẩm là F95 hoặc là Toba xanh để chúng ta phun kéo đọt, thì chúng ta phun 2 đến 3 lần cách nhau khoảng chừng 7 đến 10 ngày. Đến khi đó mà chúng ta thấy cái đọt nó phát triển hoàn toàn đó, lá có màu đỏ đó, và vàng nhạt hay là màu xanh nhạt tùy theo giống đó, thì chúng ta tiến hành đổ Toba Zoom. Thì cái kinh nghiệm của bà con ở Đồng Tháp đó, thì sau khi đổ Toba Zoom khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta phải phun bổ sung cái Toba Zoom với liều lượng là 400g trên 200 lít nước, có thể phun một lần hoặc hai lần thì sẽ gia tăng cái hiệu lực ra hoa cây xoài rất là cao. Và sau khi chúng ta đổ thuốc khoảng chừng 25 đến 30 ngày đó thì chúng ta phải là bón phân ở dưới gốc bằng các loại phân lân hoặc phân kali, hoặc là chúng ta bón các cái loại phân ba số như nhau như là 17, 17, 17. Thì ở trên tán thì chúng ta kết hợp chúng ta phun cái những cái sản phẩm mà có cái lân và kali cao như là Toba Sen hoặc là Pic hoặc là MKB để chúng ta tăng cường cái quá trình tạo mầm của cây. Sau khoảng thời gian từ 50 đến 60 ngày sau khi đổ thuốc đó thì lúc này cái lá nó đã già giòn rồi, cái mép lá nó có gợn sóng và gân cong lại, thì chúng ta dùng sản phẩm là KNO3 và Flower 94 hay gọi là F94 để chúng ta phun và kích cái hoa nó giọt ra. Thì cái liều lượng khuyến cáo là 1 kg KNO3 cộng với là 1 kg F94 đặc biệt, còn nếu không có F94 đặc biệt thì chúng ta phun là F94 thường thì chúng ta đăng là 2 kg. Thì chúng ta có thể phun hai lần cách nhau 5 đến 7 ngày, nhưng mà cái lần thứ hai thì chúng ta nên giảm cái lượng là khoảng chừng 70 hoặc là 50%. Lưu ý là cái lúc này đó thì chúng ta phải lựa cái thời tiết là khô ráo, đồng thời chúng ta là rút cạn nước ở dưới mương, thì cái hiệu lực của thuốc nó rất là cao và sẽ làm cho cây xoài ra hoa rất là tốt. Và sau khoảng chừng 5 đến 7 ngày khi nó bắt đầu nó nhú cựa gà rồi đó thì chúng ta có thể phun Canbit cộng với thuốc sâu rầy hoặc là thuốc bệnh để chúng ta bảo vệ các cái chủ hoa. Và tiếp theo khoảng 7 ngày sau nữa đó thì hỗ trợ cho cái hoa nó thụ phấn tốt thì chúng ta có thể là phun Canbit cộng với F95 hoặc là TB Bo kết hợp với là thuốc bệnh để mà chúng ta dưỡng bông xoài. Thì tiếp tục là cái giai đoạn chúng ta là chăm sóc hoa xoài. Thì cảm ơn quý bà con đã lắng nghe, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn ông. Và trên đây là quy trình xử lý cây ra hoa cho các xử lý cây xoài cho dùng khi dùng các sản phẩm của công ty Toba. Thì quý bà con nào mình có thêm cái thắc mắc về cái quy trình này thì chúng tôi sẽ vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giải đáp với tất cả thắc mắc của quý bà con. Xin cảm ơn ạ. Để xem trọn bộ các chủ đề liên quan đến kỹ thuật nuôi trồng, quý bà con truy cập vào link ở dưới phần mô tả, truy cập vào website toba.vn để tham khảo những sản phẩm mới nhất. Mọi thắc mắc hay hỗ trợ mua hàng vui lòng gọi vào số hotline 0904 17 17 19 để được tư vấn hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.